Xin chào mọi người. Hôm nay mình lên video giới thiệu với lại mọi người một chiếc máy cắt cỏ của hãng Komatsu. Komatsu Genoa BC3510. 3510 các bạn nhé. Công suất lớn 3510. Con này thì là 35cc. Lòng nó 37 ly các bạn nhé. 37 38 ly rất là mạnh, zin nguyên bản luôn. Tất cả mọi thứ đều zin nguyên bản các bạn nhé. Rất là đẹp. 35cc cực mạnh rồi. Komatsu thì nếu như mà công suất tầm này thì là nó cực kỳ khiếp rồi. Cắt cỏ đồi, cắt cỏ rừng, làm nương, làm rẫy thì là rất là ok. Đấy, vào đầu video thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một số đồ sẽ được tặng kèm khi mua sản phẩm nhé. Đây là một cái dây đeo zin nguyên bản. Dây đeo zin của nó các bạn nhé. Một chiếc dây đeo bãi zin. Đấy, dây đeo này thì là dùng không biết là bao nhiêu đời máy thì là cái dây đeo nó mới bị hỏng các bạn nhé. Cực kỳ xịn xò. Cái ngoắc này của nó rất là bền luôn. Đấy, để lâu thì đây nó có một chút oxy hóa ở bên ngoài này tí nhưng không hề ảnh hưởng gì các bạn nhé. Này, cái này nó cực kỳ xịn xò luôn. Và đây nó có một cái chốt này chúng ta có thể tháo ra dễ dàng. Đây. Đấy, chúng ta tháo ra dễ dàng như này các bạn nhé. Tháo ra dễ dàng như này và chúng ta ngoắc cái phần này vào đây. Ok, ok chưa? Cực kỳ xịn xò luôn. Mỗi lần chúng ta để đặt lên máy lên, đặt máy xuống chúng ta ấy thì chúng ta chỉ việc rút cái này ra thôi. Đấy, cực kỳ xịn xò nhé các bạn nhé. Một cái dây đeo bãi zin. Một chiếc dao phát tròn hoặc chữ nhật tùy các bạn lựa chọn. Đây. Đây là một chiếc dao tròn 60 răng. Một chiếc dao này mình sẽ lấy ra cho các bạn xem. Sản phẩm tặng kèm nhé. Đây. Một chiếc dao sản phẩm tặng kèm, rất là xịn xò luôn các bạn ạ. Đấy, đây nó còn có một cái cả cái vòng này để cho chúng ta đệm vào này. Đấy, có thể là không cần hoặc có thể cần thì đấy là tùy chúng ta. Một ổ cước các bạn nhé, một ổ cước Makata. Một ổ cước này cực kỳ dày dặn luôn các bạn ạ. Rất là dày, thép rất là dày, rất là bền. Đấy, có quấn sẵn một đoạn cước ở trong đây rồi. Chúng ta về chúng ta cứ thêm dùng thôi. Một cái típ mở buji. Típ mở buji kiêm mở đầu bò luôn. Mở ốc đầu bò luôn. Một cái buji dự phòng. Một cái buji dự phòng các bạn nhé. Buji này là cũng là cái loại cũng khá tốt rồi, dùng được. Một cái nục giác. Cái nục giác này để làm gì? Thì cái nục giác này là để chúng ta mở cái ốc này các bạn nhé. Mở cái ốc này và mở cái ốc của chắn cỏ. Khi mà gửi hàng đi thì mình sẽ tháo cái này ra. Tháo cái này ra để cho đóng gói nó dễ. Thì khi về thì các bạn sẵn cái nục giác này, các bạn lắp ráp lại nhá. Ok. Rồi, sau đây mình sẽ giới thiệu về máy. Con máy này thì là nói chung là nó là cực đẹp, cực mới rồi các bạn ạ. Này, các bạn có thể thấy đây. Bô xả của nó này. Mới keng sơ beng luôn. Một chiếc áo màu đỏ. Màu đỏ thẫm. Có thể nói là màu đỏ tiết dê. Màu tiết dê các bạn nhé. Cực kỳ xịn xò. Zin nguyên bản luôn. Cực mạnh. Rất mạnh các bạn nhé. BC3510 Made in Japan. Made in Japan. Con này thì nó in chữ Made in Japan thôi chứ nó không dập. Không dập trên nóc máy là chữ Made in Japan đâu các bạn nhé. Komatsu đặc biệt nó như vậy. Nó khác với lại thằng Mitsubishi hay là Mazuyama. Mitsubishi và Mazuyama nó sẽ dập cái chữ Made in Japan trên nóc máy nhưng mà Komatsu thì nó sẽ không dập. Đặc biệt là cái sản phẩm nó như vậy thì các bạn khi mua hàng thì là nên biết trước điều đó. Tránh trường hợp là mua về hỏi là sao không có chữ hàng Nhật bãi mà không có chữ Made in Japan thì nó phải tùy từng hãng. Thường ấy thì là hãng Komatsu và hãng Jobin nó sẽ không dập ở trên nóc máy đâu các bạn nhé. Con này thì nó sử dụng cái tum rời. Tum rời, tum lớn các bạn nhé. Tum lớn, bố côn lớn. Rất là dễ dàng khi chúng ta thay thế nắp ráp. Một chiếc bao da cực xịn xò luôn. Bao da này cực xịn. Rất đẹp.
Con này thì sử dụng chế One Pro, chế ngang One Pro, zin nguyên bản đi theo máy. Đây, chế One Pro các bạn nhé, chế One Pro zin của nó. Rồi, ok, rất là xịn luôn. Cái cùm ghi đông này thì rất là chắc chắn. Các bạn có thể thấy cái cùm ghi đông này, zin của nó nhá. Đấy, tay ghi đông cũng zin, tay ga bô gạt zin của nó, đi theo máy là tay ga gạt, đầu bò chắn cỏ zin của Komatsu, cực xịn luôn. Nói chung con này đẹp miễn chê luôn các bạn nhé. Sau đây mình sẽ test tiếng nổ của máy để cho các bạn tham khảo. Rất dễ lổ nhá, công tắc đây, rất dễ lổ các bạn ạ. Rất dễ lổ luôn, còn nít kéo ống lổ. Rất dễ lổ luôn. Chế One Pro, chế ngang One Pro cho nên là rất dễ lổ, dùng cực sướng luôn các bạn ạ. Cực mạnh luôn các bạn ạ, nó cực kỳ mạnh, nó chạy không như này mình không dám ga hết cỡ, không dám ga hết cỡ, bởi vì vòng tua cao mà chạy ga hết cỡ, nẹt ga trong khoảng thời gian hơi lâu một chút là nó sẽ có sự phá máy. Khi nó có tải cơ thì chúng ta vòng tua nó chậm thì chúng ta ga mạnh, ga hết cỡ thì được, nhưng mà khi nó chạy không như này, ga hết cỡ đến rất là nguy hiểm cho máy. Đấy. Một con máy cực kỳ chất các bạn, cực chất luôn. Đấy. Bạn nào có nhu cầu mua thì xin liên hệ với mình qua số Zalo 0983 804 084 để đặt mua hàng nhé. Số điện thoại và giá của sản phẩm mình luôn ghi ở phần mô tả ở video. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.